จุดนั้นไม่ลวนBốn nhóm,
If you would. Grass is fancy. All nations, you have the shriek song. Some boys, you have the trick song. Sao đi về? Này, bố này. Cũng đông lắm chứ bộ. Okay, let our judges get situated around the arena. Oh, thôi đi về, chúng tôi chạy chuyến xe bus. Okay, Green Honda, Connecticut plates 4CC217. Your parking on the street, you will be towed. Mẹ đi lộn đường. Đây là mấy cái ngôi nhà nó làm kiểu hồi xưa nè. Nó có làm bằng vỏ cây hay lắm nè. À, vỏ cây đó, vỏ cây ở đâu mà nó cắt mà bự vậy đó. Nhà này nhà nhỏ, nó chỉ vô có một chiều thôi. Nhà bên kia kìa là nhà bự. Vô hai đầu luôn. Này là hôm qua là tái cảnh nấu bắp, nướng bắp nè. À, cái này là đó, nhà này nhà bự, chắc nhà của tu trưởng. Đó, chui vô một đầu nè. Oh, be careful. Mấy đứa nhỏ này nó quậy quá. Đó, bự vậy. Any beautiful Indians out there? How many ugly Indians we got out there? Yeah! All right, I believe we're about ready. So we're going to go ahead and turn Eastern. All right, Mike, got the money. All right. We are ready. We have all of our Eastern war dancers ready. Eastern Eagle, let them dance. Yeah!
For you, ladies and gentlemen, you're in for a treat. All right, boys, make them dance. Time we'd like to call the men's northern and southern traditional combined, and again out of respect to our southern dance drums, I believe we're going to go over to Smoky River. We're going to get the first song, and it's up to the discretion of the Yeah!
so good. Thanks, gentlemen. That is the beauty of the Eastern traditional war dance. Oh, wow. Oh, yeah, I had one foot over in heaven listening to that song, Eastern Eagle. Man, you got my vote on that song. Yeah. Oh, hey. Boy, whatever medicine these got, hey, I want some of that medicine these dancers got. We say the birds of prey were the first ones that came onto the battlefield. And again, we say, chụp hình vừa quay phim luôn nè, nhưng mà cái em cứ để bình thường đi, em chụp cái này. Rồi thôi sửa sang đi về. Giờ quay lại chỗ xong bài.